Sau khi được tư vấn qua điện thoại về liệu trình làm đẹp bằng tế bào gốc, bệnh nhân này đã đến một cơ sở spa để thực hiện liệu trình với giá hơn 10 triệu đồng. Sau khi thực hiện được một nửa liệu trình, chị thấy không hiệu quả. Tại chỗ tiêm có hiện tượng sưng tấy nên chị đã tìm đến Bệnh viện Da liễu Trung ương để kiểm tra. Chị đã phải điều trị mất gần 3 tháng để hồi phục. Người ta đánh vào đúng tâm lý, cho nên là mình kiểu là mình đang bị thế, cho nên mình nghe mình thích, cho nên là mình cũng đi làm luôn, mà mình cũng không nghĩ là được là cái hậu quả. Còn người phụ nữ này cũng vì quá tin vào những lời quảng cáo trên mạng xã hội để tiêm tế bào gốc với mong muốn để thải độc và tăng cường sức khỏe. Hiệu quả không thấy đâu mà chị đã bị phản ứng phụ, tóc rụng rất nhiều. Bởi vì người ta kinh doanh mà. Mà hình thức kinh doanh thì đương nhiên là phải có lợi nhuận rồi. Đấy, cho nên là người ta sẽ quảng cáo rất là mạnh. Đấy, nên là khi mà mình đến thì họ tư vấn cho mình rất là ok. Trong quá trình làm thì chỉ làm được một vài buổi thôi. Thế do đó thì mình cảm thấy nó không hiệu quả. Việc người dân tự ý tiêm truyền tế bào gốc tại các cơ sở thẩm mỹ và spa là vô cùng nguy hiểm, có nguy cơ gây biến chứng cao. Bởi để thực hiện được công nghệ này, đòi hỏi phải có môi trường sinh học đặc thù và nhân viên y tế có chuyên môn. Mình sẽ không biết được cái chất tiêm truyền mình là cái gì và gây độc ra mức độ nào. Việc thứ hai là nếu như mà trong trường hợp giả sử nó là tế bào gốc thật, cái quy trình truyền rất là chặt chẽ, phải đảm bảo một số yếu tố về an toàn sinh học, rồi một số các xét nghiệm sàng lọc, người ta không sàng lọc cái yếu tố nguy cơ thì nguy cơ ung thư đầu tiên nó sẽ là tăng lên. Chưa kể có những phản ứng bất thường về miễn dịch. Cũng theo bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương, công nghệ tế bào gốc là xu hướng trong tương lai. Người làm khoa học trên thế giới đều mong muốn đưa công nghệ này ứng dụng trong y học dự phòng, y học tái tạo và điều trị. Tuy nhiên, để kiểm soát được là không dễ. Vẫn còn tiềm tàng nhiều nguy cơ nên chưa thể cấp phép rộng rãi. Nó có hai lý do. Lý do thứ nhất là vấn đề về phát sinh khối u. Vấn đề thứ hai nữa là khi chúng ta đưa một tế bào gốc vào thì chúng ta không biết chắc chắn tế bào gốc đấy có vào đúng cái đích mình làm hay không. Ví dụ như là tế bào gốc đấy có tác động vào một ông bị tim hay không, tác động vào tế bào phổi hay không, như vậy mình cũng chưa kiểm soát được chắc chắn 100%. Tại Việt Nam, chỉ có một số ít bệnh viện công lập được sử dụng công nghệ tế bào gốc trong điều trị các bệnh lý như suy tủy xương, ung thư máu, phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD. Còn lại, đa số các cơ sở y tế khác đều đang trong quá trình nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng các liệu pháp tế bào gốc. Cục Quản lý Dược hiện cũng chưa cấp phép cho các loại sản phẩm, mỹ phẩm được chế xuất từ tế bào cơ thể người.